Rồi bắt đầu mình trò chuyện bác ha. Dạ. Dạ. Thưa cô chú anh chị trên cộng đồng thương mến, hôm nay thì Tuấn Vĩ có dịp về để thăm mẹ, thăm gia đình. Thì sáng mai đã thấy mấy người em là có nhắn là bác đây là 8 giờ sáng đã đi một quãng đường rất là xa để có mặt tại gia đình Tuấn Vĩ, để cũng nhờ Tuấn Vĩ làm một cái nhịp cầu nối để mà truyền tải câu chuyện thất lạc gia đình của bác, để mong cô chú anh chị trên cộng đồng hãy cùng giúp giùm. Nên là giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng dành chút thời gian để theo dõi câu chuyện của bác. Trước tiên là bác giới thiệu về bác cho cô chú anh chị được biết ha. Vâng. Yeah. Tôi tên là Nguyễn Xuân Hùng. Quê quán ở đâu? Quê quán hiện nay là ở xóm 4 Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Quỳnh Lưu bác ha. Vâng. Vậy thưa bác Diễn là bác Hùng. Thưa bác Hùng là hôm nay là bác muốn kết nối để muốn kiếm ai bác ha? Tôi muốn tìm lại anh em, con cháu. Vì cha mẹ thì ông Bộ thì mất từ cái hồi ra còn nhỏ. Dạ. Con lại mẹ với lại các anh. Dạ. Các cháu nữa. Dạ, vậy là cái người mà muốn tìm là tìm... nếu mà gọi là người lớn tuổi nhất là tên gì và xuất thân ra sao và thất lạc nhau ra sao, bác kể cái câu chuyện của bác hết. Yeah. Vâng, tôi là ở mọi ngày là ngày nhỏ là quê thì ở Gia Lâm. Yeah. Sinh ra trưởng thành là mấy anh em là ở Gia Lâm. Yeah. Gia Lâm Hà Nội bác hả? Gia Lâm Hà Nội dư đó. Yeah, yeah. Trước là Gia Lâm. Yeah. Rồi sau là cái thời gian là khoảng năm 7 năm 8 là ông cụ mất. Yeah. Ở nhà thương Bạch Mai á. Là khi nữa là tôi đang còn nhỏ. Yeah. Thì chỉ nhớ là coi như mẹ đưa ra nhà thương Bạch Mai và đưa đạm ông Bộ thôi. Mà khi nữa là năm anh em đang nguyên. Yeah. Rồi là sau là đi đưa ma thì tôi đang nhớ là tôi với lại người em á, là được ngồi xích lô. Yeah. Đưa ông cụ ra mài bài tha ma. Dạ. Tôi đang nhớ. Vậy là có nghĩa là bố mất ở bệnh viện Bạch Mai. Vâng. Vậy cho ông... nên là bác còn nhớ được cái cảnh là đi đám tang. Đi đưa đám tang mà. Dạ. Rồi bác và một người lớn hơn nữa thì là được ngồi xích lô. Vâng. Dạ. Thằng em á, với rồi. Bà mẹ với lại tôi là được ngồi xích lô. Dạ. Còn mấy anh em là đi bổ hết. Dạ, lúc đó là còn 5 anh em. Vâng, đang nguyên mà. 5 anh em đi hết. Rồi, rồi sau đó nữa thì có biến cố như thế nào mà anh em lại thất lạc nhau? Rồi sau là cái thời gian là ông mất là về nhà là tôi chỉ nhớ là một thời gian không biết lâu không chứ được một ông anh nữa là lại đón hai anh em là về đâu ở trên chỉ nhớ là đó là cái khu vực đồi mà chỗ Tam Quan Vĩnh Phúc á. Giờ nghĩ ra là có khả năng là Tam Quan Vĩnh Phúc. Yeah. Vì khi nữa là ông anh là ông anh cả đó, vì ông có khả năng là lấy hai bà. Yeah. Mà đẻ được con ông Ban ông Bân á. Yeah. Ông tên là Bân mà về đó là kêu bằng chị cả với lại anh cả chứ là tất nhiên là anh em rồi. Rồi là sau là ông anh ông trộn ra Hà Nội. Yeah. Ông anh cùng với tôi là ông ấy lại trốn ra Hà Nội thì là ba mẹ lại về ở nơi chỗ Vĩnh Phúc cái chỗ ông anh cả đó lại đón tôi ra Hà Nội là cho là bà Lê Thị Đông ở mài Bắc Cản đó thì bên trên Bắc Cản á cái xóm nó kêu là Bắc Giòn là cho bác Hùng đây cho vâng, bà cho Lê Thị tôi Đông đó. Mẹ tôi cho mẹ tôi cho rồi là đêm là sang là thấy anh em nằm rồi là mình sang rồi nữa là sau sáng mai là không thấy anh em mà mẹ ở đâu hết. Là ở lại đó là sau là bà Đông là bà ăn dưỡng ở nơi bệnh viện ấy chữa bệnh chỉ đó đó. Xong là bắt đầu đưa về lên mài trên tôi đang nhớ là đi đường sông á. Đi đường sông lên mài cái xóm là xóm kêu là xóm Bắc Giòn đấy. Chỉ nhớ là Bắc Giòn thôi, nhưng mà đi sang bên kia là Bắc Cản rồi. Dựa là hắn ở bên trên Bắc Giòn hoặc là ngang chứ đó thôi. Vậy là thất lạc mẹ và anh từ đó. Vâng, từ đó. Từ khi mà mẹ cho bác cho bà Lê Thị Đông. Vâng. Yeah. Không, chưa. Khi mà cho bà Lê Thị Đông được 1 năm 2 năm là lên đó là tôi được đi học. Được đi học OA ở đó là tôi viết biết được. Dạ.
Thế là có cái đợt đó là họ với đưa văn công lên đọ diễn. Tôi đang nhự mà. Thế bà mới hỏi là coi như con có muộn đi học xiếc không? Cái đoàn xiếc á. Dạ. Rồi con xin lỗi chỗ này nha. Dạ. Con muốn lấy thông tin của người mình cần tìm trước ha. Dạ. Rồi còn cái chuyện này là chúng ta sẽ tính sau. Vâng, vâng. Rồi vậy cho con hỏi đó là mẹ của bác là tên gì? Mẹ tôi lại không biết tên. Dạ, mẹ chỉ, không nhớ tên. Vâng, chỉ nhớ là bà là có đi không biết là bạn xôi hay là cái chi đâu, cứ buổi sáng là đi bán xôi rồi mặc cái áo dài rồi là vắt cho anh em mỗi đứa đường cục xôi để đó là sáng ngày là không thấy bà đúng không? Rồi, để cho con hỏi thêm vậy là bác Hùng là sinh năm mấy và cái lúc mà mẹ cho bà Đông đó là lúc đó là bác Hùng được bao nhiêu tuổi? Tôi có khả năng là khi nữa ông khoảng 4 năm tuổi rồi đó. À 4 năm tuổi vào năm mấy bác có nhớ không? Khoảng 5 năm 2. Vì chỉ nhớ là anh em nói là nói với nhau là anh mồm mà cầm tinh con chi á. Dạ. Rồi là mình biết là mình là rồng thì coi như khoảng 5 năm 2. Dạ. Yeah. Chồng chưa biết là ra răng cả. Dạ. Yeah. 5 năm 2. 5 năm 2. Dạ. Yeah. Là Nhâm Thìn. Dạ. Yeah. Nhâm Thìn thì đi xem thì họ bảo là cái số này đụng vất vả. Dạ. Yeah. Rồi vậy ngoài việc mà chỉ nhớ mẹ là có thể là mẹ bán xôi hoặc này kia đó ra, yeah, thì tên tuổi của những người anh chị em thì bác có nhớ được tên ai không? Có. Anh chị em tôi đang nhớ hết tên. Yeah. Ồ, vậy à, nhớ quá. Nhớ hết. Dạ. Yeah. Rồi vậy phiền bác đọc tên từ anh cả đổ xuống, tới người lớn nhất đổ xuống. Anh cả là tôi đọc luôn cả hai bà luôn này. À. Được không? Dạ. Yeah. Anh cả mà con bà cả đó là tên Bân ạ. À. Rồi. Dạ anh Bân thì năm chú bác Bân thì năm nay khoảng là bao nhiêu tuổi? Chắc lớn ha. Dạ. Sợ không còn nữa. Dạ. Là khi nữa đã đi dạy học mà ông rồi. Đi dạy học. Rồi, rồi tới vợ của bác Bân có vợ của bác lại không biết tên, dạ. Biết tên chị. Còn nếu mà bác Bân á thì là bác có nhớ là khoảng sinh năm mấy hay là cụ thể là sinh năm mấy không? Có đoán được không? Không đoán được không? Vì ông khi nợ tôi ở, ông đưa hai anh em về nuôi là ông đã là thầy giáo rồi. Rồi. Rồi ngoài bác Bân ra thì tới ai nữa hả? Ngoài bác ông anh đầu bà riêng á, còn là năm anh em tôi là coi như là con bà ở bên đi là tên là Măng. Dạ, là bà Hai hả? Vâng, bà Hai đó. Dạ, vợ Hai của ba. Vâng, dạ. Vậy xin thưa là bác Hùng với bác Bân là cùng cha cùng mẹ hay là cùng cha khác mẹ? Cùng cha khác mẹ. Cùng cha khác mẹ. Vâng. Dạ. Rồi vậy vợ thứ hai là có sinh ra một chị tên Măng à? Không, anh đầu tiên là Măng đó. À, anh đầu tiên của vợ hai. Vâng, là Măng. Rồi. Anh thứ hai là Bắc. Dạ. Rồi. Anh đầu tiên là Măng, anh thứ hai là Bắc. Dạ. Chị thứ ba là Ninh. Dạ. Sau là điện tôi là Hùng này. Dạ. Rồi đang còn thằng em nữa là Dũng này. À. Đấy. Năm anh em này. Là con một bà. Ừ. Là con bà sau đúng không? Vâng, con bà sau. Dạ. Mà bà là ở bên Từ Liêm á. À, bên Từ Liêm. Bà mẹ. Rất đáng tiếc vậy là bác Hùng không nhớ tên mẹ. Vâng, không nhớ được tên mẹ vì ở ngoài kia là người ta gọi chỉ có gọi tên cha thôi, còn tên mẹ nó mấy khi là gọi đến đó. Dạ. Giống kiểu là mẹ thì thường gọi kèm. Vâng. À, chẳng hạn như là bác ơi bác Hùng mà lấy vợ thì người ta hay kêu bằng là bà Hùng. Vâng vâng. Cái kiểu như vậy vâng, ha. Đúng đó. Dạ. Mình không biết được. Ừ. Cho nên không nghe tin tên của bà mà. Dạ. Sau này vì đi lên làm con nuôi của bà mẹ nuôi thì lại biết tên bà. Dạ. Rửa đấy vì người ta hay gọi mình biết. Dạ, vậy anh Bân đó là con của vợ cả, vợ lớn của ba. Vâng. À, ngoài anh Bân ra thì còn có ai sau nữa không? Không. Không, vâng. Vậy là khi tôi ở đó là không có ai nữa. Dạ, vậy chỉ là bà đầu chỉ có mỗi mình vâng. Anh Bân. Có một mình anh ấy thôi. Dạ, còn bà sau thì được bốn người. Năm anh chị em. Măng, Bắc, Ninh, Hùng Dũng. Vâng. Dạ, đúng đó. Rồi, năm người. Đó, năm người. Dạ. Ừ. Còn bà mẹ mà đẻ tôi ra là hình như là ở bên Từ Liêm á. Dạ. Bên Từ Liêm mà có lần tôi đã nhớ là bà đưa về đó đi xích lô ở bên Gia Lâm mà đi sang Từ Liêm là khoảng 7-8 giờ chứ đó thế. Dạ. Nó đi dỗ ở nhà ông bạc á mà ông anh của bà á, là có khả năng kêu bằng anh Đốc thì có khả năng là bác Đốc rồi. Mà ông khi nó ông già rồi tóc bạc rồi. Dạ, vậy thì có khả năng là bác Hùng là được mẹ cho khoảng chừng 5 năm 6 phải không?
Vâng, khoảng là bác sinh năm 2 thì khoảng chừng năm 6 là khoảng 4 tuổi gì đó ha. Vâng, đúng. Dạ. Yeah. Khoảng nữa thôi. Ừ. Vậy cha thì không may bị mất ở bệnh viện Bạch Mai. Vâng. Ừ. Ông là đảng viên á. Dạ. Sau năm 95 tôi ra có hỏi thăm lại là người ta có nói. Người ta nói là ông là khi nữa là cùng hoạt động với họ. Dạ. Nhưng mà ông có đại cho tôi là sang sang hỏi cái ông mà làm bí thư ở ở cái khối nữa. Dạ. Cái khối nó là khối 28. Dạ. Bảo sang hỏi làm bí thư ở cái khối 28 thì coi tôi có sang, nhưng mà còn cái là ông bảo là biết ông cũ nhà tôi. Dạ. Nhưng mà lại ông làm ở đó là chỉ có một năm thôi. Ông lãnh đạo ở đó một năm hay ông đi điểm biết. Ừ. Tức là coi hãy tịt đi thế này. Dạ. Rồi thưa bác và thưa cô chú anh chị trên cộng đồng thân mến, chúng ta cũng vừa nghe qua bác Hùng chia sẻ về câu chuyện của bác Hùng để tìm người thân. Thì hôm nay có một cái lý do là ở trong nhà thì có khách nên nó hơi ồn chút, nên Tuấn Vĩ cùng bác ra ngoài này nói chuyện để cho nó rõ ràng hơn. Mong bác thông cảm về điều đó bác. Vâng, được mà. Dạ. Rồi trong câu chuyện của bác Hùng đó thì theo như Tuấn Vĩ nắm bắt được là bác Hùng sinh khoảng năm 1952. Và bác được mẹ cho lúc đó khoảng chừng năm 1956, tức là lúc đó bác được khoảng 4 tuổi. Yeah. Con xin tóm tắt, nếu chỗ nào không đúng thì bác nói giùm con ha. Vâng, vâng. Dạ. Và khi mẹ cho đó thì là mẹ đưa bác lên hình như ở khu vực là Bắc Giòn, Bắc Cạn gì đó phải không? Vâng, vâng. Dạ. Đi đường biển, đi đường sông mà. Dạ, rồi cho bà Lê Thị Đông. Cho bà Lê Thị Đông là mẹ nuôi của bác sau này. Mẹ nuôi á. Dạ. Còn hồi nãy đó thì con nghe bác có nhắc đến cái chỗ Tam Quan Vĩnh Phúc, đó là thế nào con cũng chưa có nắm được ha. Tam Quan Vĩnh Phúc là cái nhà, cái nơi mà anh cả ở đấy, là con bà Đầu á. À. Tôi nghi là nghi thế. Là anh Bân á. Vâng, anh Bân á. Là ở Tam Quan Vĩnh Phúc. Dạ. Vì sang bên ông bạc là có hỏi là coi bà có nói chữ Tam Quan. Đấy, chữ Tam Quan mà tôi cứ nghĩ là không biết. Ở Từ Liêm thì không biết có Tam Quan, tôi hỏi nhiều lắm rồi mà không có. Thì Tam Quan phải nằm ở Vĩnh Phúc, mà Vĩnh Phúc có Tam Quan thì tất nhiên là ở đó, vì tôi đã về đó tôi biết. Dạ, vậy thì thưa quý vị, trong câu chuyện của bác Hùng đó thì có nhắc tới 5 người anh em, 6 người anh em. 6 người anh em, thứ nhất là anh Bân, tức là anh con, cả, con của bà lớn. Rồi, là con của bà lớn của bên gia đình bác Hùng. Còn khi mà ba lấy vợ sau đó thì có sinh ra được 5 anh em, đó là anh Mằng, rồi anh Bắc, rồi anh Ninh. Chị Ninh. À, chị Ninh nè. Chị Ninh. Rồi tới bác Hùng đây, rồi sau rồi có bác Dũng nữa. Em Dũng. Cùng cho nên trong câu chuyện của bác đó thì cũng hy vọng là có những tên của những người liên quan mà chúng ta vừa liệt kê ra đó. Thì hy vọng là con cháu của các bác đó, các cô đó sẽ nghe được câu chuyện và giúp bác để bác tìm lại được cội nguồn. Thấy bác thì rất là khao khát. Hôm giờ thì bác cũng có liên hệ, mà nay thì biết được cái lịch trình của Tuấn Vĩ về nên là bác đã tranh thủ đi xa xôi như vậy để lên đây. Thì Quỳnh Lưu lên đó bác ha. Vâng, Quỳnh Lưu lên. Dạ. Thưa quý vị, là cả hàng trăm cây số mà trong lúc đó là 8 giờ sáng bác đã có mặt ở đây rồi. Thì hồi nãy thì bác cũng có chia sẻ là để vào ở trong miền Nam thì không có điều kiện. Mà gọi là liên hệ thì là chưa có cơ duyên để gặp nhau. Thì hôm nay đó thưa quý vị, thì bác cũng đã hết sức là nỗ lực để tìm gia đình. Mong cô chú anh chị trên cộng đồng chúng ta hãy cùng giúp bác. Nếu có trường hợp nào mà quý vị đáng nghi ngờ hoặc là quý vị biết thì xin báo tin dùm. Thưa bác, là tuy nhiên là cũng muốn trò chuyện và muốn cởi mở chia sẻ cái nội lòng và tâm tư nhiều, nhưng mà thật sự là đối với cá nhân con thì con nghĩ là mình chủ yếu là mình lấy cái thông tin đó. Đúng rồi. Dạ. Rồi, vậy là trước khi kết thúc buổi trò chuyện hôm nay thì bác có muốn chia sẻ thêm điều gì tới cộng đồng hay là muốn gửi gắm như thế nào bác? Thì qua kênh của Tuấn Vĩ á, là tôi muốn là coi như là nhờ, coi như là con cháu, anh em. Trước tiên là nếu mà ở đang còn mà ở khu vực Vĩnh Phúc hoặc là Từ Liêm đấy, thì coi như là đại dùng. Rồi có chi là có cái giúp, rồi có cái hậu tả đấy.
khoảng 10 triệu gì đó. Tại vì có cái nó không có điều kiện. Dạ không sao bác ạ. Cho nên cũng phải có. Dạ. Gọi là cái có đó còn đó hơn là thì không nó. Dạ, cái có đó là ví dụ như chẳng hạn như là có ai phát hiện được một người nào đó mà người ta đang nghi ngờ đó, thì người ta tới người ta hỏi gia đình có cái trường hợp này có phải của gia đình mình hay không. Vâng. Vì người ta thấy trùng tên và thấy cái trùng hoàn cảnh đó thì cái điều đó là nó cũng dẫn đến cái thành công trong thời gian qua thì con có áp dụng. Dạ, cho nên là con nghĩ cái điều này thì thật ra thì mình cũng để cho nó được việc cho cả đôi bên thôi. Con người là trên hết. Cho nên trước tiên là cảm ơn Tuấn Vĩ rồi, nhờ Tuấn Vĩ có em lan tỏa cho vậy đây. Cho nên đúng là đời của bác thì cũng nghỉ từ khi nhỏ đến giờ là khi nào cũng cứ nghỉ về coi như là anh em với lại nữa thôi, muốn tìm cho bằng được mà lại không có điều kiện. Đấy, cho nên là sau này là xem cái chương trình của Tuấn Vĩ nó bác bảo thì cây ni này có khả năng là đang tìm được. Mà Tuấn Vĩ thì có duyên với cái chuyện này đấy. Rồi nói thật đó, bác nói thật. Còn bà cùng làm viện rồi gửi bên này khác nhưng mà có tìm được đâu. Mà hơn 10 năm rồi. Rồi, vậy thưa cô chú anh chị thân mến, rất là cảm ơn cô chú anh chị chúng ta đã dành thời gian. Vì lý do thì Tuấn Vĩ cũng chỉ muốn ghi nhận cái nội dung chính là cái đó là cái để mà nó phục vụ cho cái công việc nó hiệu quả và rút gọn thời gian cho cô chú anh chị. Vì vậy, một lần nữa thì Tuấn Vĩ xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị chúng ta đã quan tâm và dành thời gian để theo dõi câu chuyện của bác Hùng hôm nay. Một lần nữa xin chúc sức khỏe tới quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong buổi trò chuyện sau. Cũng hy vọng là có cơ duyên kiếm được người cho bác Hùng để Tuấn Vĩ cũng sẽ truyền tải tiếp những phần sau cho cô chú anh chị chúng ta được biết. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Rồi vậy bây giờ mình chào tạm biệt ha. Thôi, ha. Rồi vậy chúc sức khỏe bác nha. Cảm ơn cháu. Rồi vậy chào tạm biệt cô chú anh chị.